Xin chào quý cô chú bác anh chị gần xa đang xem kênh ạ. Hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang có tiếp tục quay trở lại với vườn mai của anh Phong ở Chợ Lách Bến Tre nha quý cô chú. Hôm nay anh Phong tiếp tục giao lưu cùng quý cô chú anh chị một số cây mai bonsai để bàn hết quý cô chú. Cúc thọ hương nha quý cô chú anh chị, cây đế đẹp tàn điệu luôn nha cô chú. Đế quái luôn. Mong cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho anh Phong nha quý cô chú. Số điện thoại lúc nào cũng có để trên phần mô tả với phần tiêu đề hết ạ. Bên anh cũng có nhận ghép luôn nha chứ không. Dạ. Chỗ anh Phong thì cũng có rất là nhiều giống mới hot hết cô chú. Cung cấp giống và nhận ghép cây nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có thắc mắc hay có cần thêm hiểu thêm chi tiết cụ thể thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của anh Phong giúp kênh giùm em nha. Dạ rồi, em chào anh Phong ơi. Ok, anh chào em. Anh xin kính chào cô chú anh chị và các bạn yêu quý mai vàng trên mọi miền đất nước nha. Hôm nay em lên clip tiếp tục xin giao lưu với cô chú anh chị và các bạn một lô mai cúc thọ hương mini nha cô chú anh chị. Bonsai để bàn nha quý cô chú. Dạ rồi, mình giao luôn em ha. Dạ, vô cái số 1 luôn ha quý cô chú anh chị. Đây này mình để đánh giá số mấy gì đâu. Để giá số mấy gì cô chú? Ê anh. Cây này mã số 610 đi. 610 nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, một cây cúc cây dáng trực thấy cô chú anh chị. Cây này mình ghép được 3 bo nha cô chú. Cũng có nước lụt mình chơi tết được hết cô chú. Cây này để đều luôn. Để nè. Rồi anh cho em xin thông số luôn nha. Mình gốc là 14. Mình gốc 14. Dạ. Tán ngang 45. Chiều cao của nó cũng là 45 luôn nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 320k. Bao ship luôn nha cô chú anh chị. Cái này mình lấy bo cũng được khá là nhiều hết cô chú. Mình chơi Tết cũng khá nha cô chú anh chị. Mấy cây cỡ này lúc Tết là anh chịu không á. Giờ còn có 300 mấy. 610 nha quý cô. Thời gian nó làm thay đổi nhiều thứ. Dạ rồi, không đỡ cây nha. Tiếp tục lên cây mã số là 611 nha cô chú anh chị. Là cúc thọ hương. Thọ hương nha quý cô chú. Anh cho em xin thông số luôn nha. Hoành gốc là 14. Dạ. Tán ngang 50. Chiều cao nó 58. Cây này em cũng xin giao lưu là 320k nha cô chú anh chị. Ghép được 2 4 bo hay với cô chú anh chị. Mã số là 611. 320k phải không? 320k. Dạ rồi, đổi cây giùm em nha. Anh coi giùm em coi. Tiếp tục là một cây cúc thọ hương mã số là 612 nha cô chú anh chị. Cây này cũng có dáng cũng ok, cũng tạm tạm ổn rồi cô chú anh chị. Cái này nè, cũng có đế hơi quái hay cô chú anh chị. Dạ, sẵn anh đo thông số giùm em nha. Quần gốc là 14. Dạ. Tán ngang 50 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 60. Cây này cây mã số 612 nha cô chú anh chị. 612. Cây này em giao lưu là 450k nha cô chú anh chị. Cây này ghép cũng khá là nhiều bo nha cô chú. 2 3 5 7 9 10 bo luôn nha quý cô chú anh chị. 450k nha cô chú anh chị. Cho một cây cúc thọ hương. Cây đang phát triển rất là ok nha cô chú anh chị. Dạ rồi, đỡ cây này. À, đỡ cây này. Tiếp theo là đây, tiếp tục một cây cúc thọ hương mã số
613. Dạ. 613 nha cô chú anh chị. Một cây vắng cho cô chú anh chị. Cây này thì mình ghép được 2, 3, 5, 7 nha cô chú. Đẩy bo nha quý cô chú anh chị. Rồi sẵn nó không số luôn nha. Hình gốc 12. Tán ngang 36. Chiều cao 55. Cái này em xin giao lưu là 250k nha cô chú anh chị. Dạ, 250k. Dạ, cô chú anh chị mã số là 613. Dạ rồi. Okay. Dạ, tiếp theo là cây cúc thơ hơn 614 nha mấy cô chú. Tướng gì mà nhát. Cây này cũng vô dây chỉnh sửa sẵn cho mình hết nha cô chú anh chị. Quỳnh gốc là 13 nha cô chú anh chị. Tán ngang 50. Chiều cao 55 nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 350k nha cô chú anh chị. 500. Đến nở nha cô chú. 350k. Ghép được cũng khá là nhiều bo nha mấy cô chú anh chị. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bo luôn hết cô chú. $350k cho một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 614 nha cô chú. Dạ rồi, anh đã cây gì? Đã cây luôn anh đây. Cây này mình về mình lấy bo cũng được khá là nhiều nha cô chú. Cây nhỏ nhưng mà cũng có đế nha cô chú anh chị. Dạ, sẵn mình đưa quạnh dùm em nha. Mình gốc là 11. Tới ngang 40. Chiều cao là 45 nha cô chú anh chị. Cây này ghép một bo nhưng mà tàn đều nha cô chú anh chị. Cây này là em xin giao lưu là 230k nha cô chú anh chị. 230k. Cây này ghép một bo nhưng mà đều tàn hết. 2615. Dạ rồi, đổi cây đi. Cây luôn. Tục là 616 nha cô chú anh chị. Đi cây liền. Này có đế nở. Đều tàn hết quý cô chú. Này nhìn dễ thương không? Tròn quay không? Dạ. Rồi mình vô dây sửa tàn tròn hết nha cô chú anh chị. Cái này mình ghép được 2 bo hết cô chú. Cái đế nở luôn. Làm thông thông số cho em nha. Quỳnh gốc là 11. Tán ngang 45. Chiều cao là 45 luôn nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 320k nha cô chú anh chị. Dạ, mã số là 616. 320k. Mình đổi cây mới hay cô chú anh chị. 617. Một cây cúc thọ hương mã số 617 nha cô chú anh chị. Đây, nói chung là cây này ghép tàn cũng đều đều hết nè, nguyên cái lô cây này ghép tàn cũng đều tàn. Tuy là nó chưa già cây nhưng mà nó cũng đều tàn nha cô chú anh chị. Này mình mua về mình lấy bo mình bấm là đều tàn hết. Một cây như vậy mình có thể lấy được 30-40 bo nha cô chú anh chị. Rồi, có đế nở luôn cô chú ơi. Lấy 30-40 bo nhưng mà mình vẫn còn giữ được cái tàn của nó nha cô chú anh chị. Trăm mấy luôn ha. Hoành gốc là 10. Tán ngang 46. Chiều cao là 56. Cây này em cũng xin giao lưu là 320k nha cô chú anh chị. Dạ, bao ship toàn quốc. Mã số 617 nha quý cô chú.
đổi cây giùm em nha anh Thông. Đẹp. Dạ rồi, tiếp theo là cây 618 nha quý cô chú. Hồi cây đế đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Tàn cũng đều luôn. Cây mã số 6 618 nguyên một cái củ trọn do hết cô chú. 6 618 đúng rồi. Đây là mình ghép được 2 bo nha quý cô chú. 3 bo. Ủa 2 bo. Cây này được phải cái tự của nó đâu mà ấy, đây người ta chửi chết. Cây nào cũng vô dây chỉnh sửa hết rồi nha quý cô chú anh chị. Mình về mình chỉ thay một cái chậu đẹp đẹp xíu. Và cây này có củ đá đẹp rồi cô chú ơi. Anh Thông cho em 5 số nha. Rồi cái mông của nó là đang anh muốn đo vị trí nào cũng được. Quanh thân là 11 nha cô chú anh chị. Dạ. Mình đo ngay cái mông của nó đi cho nó bự cỡ nào. Cái chỗ này là em đo ngay cái cũ là hoành đó là 21 nha cô chú anh chị. Tán ngang 47. Chiều cao 60 nha cô chú anh chị. Cây này em cũng xin giao lưu là 350k nha cô chú anh chị. 350 nha quý cô chú. Một cây cúc thọ hương đế đẹp lắm cô chú anh chị ơi, giờ lấy bo cũng khá khá cô chú. 618. Rồi đổi cây em. Tiếp theo là mình lên cây 619 nha quý cô chú. Cây này cũng khá nè. Cây này đế cũng đẹp đẹp nè cô chú anh chị. Đế cũng quái quái nha cô chú. Có dễ nằm dắt nha. Rồi, sẵn anh cho thông số luôn nha. Quanh góc là 14. Tán ngang 52. Chiều cao là 60 nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 450k nha cô chú anh chị. 450 nha cô chú. Cây mã số là 619. Cây này là mình ghép được 3 bo hết cô chú. Nhưng mà đều hết cô chú anh chị. Đều càng hết cô chú. 450k nha cô chú anh chị. Cây này đế cũng khá ổn. Tàn cũng được. Đợi cây anh. Cây này đi, cây này đợi lâu quá nè. Thêm một cái cây. Thêm một cái cây đế chàng hãng nha cô chú anh chị. Hàng đã lên là xây. Cây mã số 620 nha cô chú. Cây đế cũng quá nha mấy cô chú anh chị. Mã số là 620. Có cái chàn da ở đây luôn. Anh Lam, anh ra 5 số nha. Quanh góc là 19. Tán ngang 55. Chiều cao nó cũng 55 luôn nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 500k bao ship luôn nha cô chú anh chị. Cây này ghép được 3 bo lớn nha cô chú. Này đế cũng khá. Đổi cây luôn anh. Ngon rồi, đi cây thì nó hơi hơi chút rồi. Mai sẽ nóng dữ rồi ta. Hơi hơi chút hả? Cây mã số 621 cô chú anh chị. Cây một cây dính trực. Đếm nở luôn nha quý cô chú. Đếm quái quái là 2 cộng rễ. Cây này mình ghép được 2, 4, 5, 6 bo rồi nha quý cô chú. Thông số em. Dạ.
Bên góc 14. Tán ngang là 42 nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 66. Cây này em xin giao lưu là 320k nha cô chú anh chị. Dạ, 320, mã số 621 hả? 621 nha quý cô chú. 320k. Tiếp theo là 622 nha quý cô chú anh chị. Giống như chơi sổ số vậy. 622 này đế cũng nở nha cô chú anh chị. Quỳnh gốc là 15 nha cô chú anh chị. Tán ngang 52. Chiều cao 50 nha cô chú anh chị. Cây này mã số 622 này em cũng giao lưu là 320k nha cô chú anh chị. Ghép được 2, 4, 5 bao nha cô chú. Vậy rồi. Rồi đỡ cây anh. 623 nha quý cô chú anh chị. 623 là một cây cúc họ hư giống chặt luôn cô chú. Cây này mình ghép cũng khá là nhiều bo nha quý cô chú anh chị. Từ 2, 3, 4, 5 bo hết cô chú. Để nở đây ha cô chú anh chị. Dạ rồi, anh không dâm cho thông số nè. Quỳnh gốc 13. Tán ngang 46. Chiều cao là 60. Cây cuốn thò hùng mã số 623 này cũng giao lưu là 350k nha cô chú anh chị. 350k. 350 nha quý cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, đã cây. Rồi, đã cây luôn. Tiếp tục là một cây mã số 624. Mình gốc là 14. Tán ngang 47. Chiều cao 58 nha cô chú anh chị. Cây này mình ghép được 2 bo nhưng mà đều tàn hết cô chú. Vô dây chỉnh sửa đều tàn nha quý cô chú anh chị. Cây này mình lấy bo khá là nhiều hết cô chú. Cái mã số 624 này em xin giao lưu là 350k luôn nha cô chú anh chị. 350 nha cô chú anh chị, 350. Tới cây luôn anh. Cây này nó nhỏ mà sẽ đưa cho các bạn vừa gì không biết. Tiếp theo là mã số 25. Quên số quá. Này mình về mình lấy bo ghép đó cô chú anh chị. Cái mã số 625 nha cô chú anh chị. Hai bo ghép nhưng mà đều bẻ sơ dây để chỉnh đầy hết trơn hết cô chú. Quanh gốc 11 nha cô chú. Tán ngang 41. Chiều cao là 62 nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 320k nha cô chú anh chị. Rồi, 320.000 mã số là 625 nha cô chú anh chị. 625. 625. Rồi, tiếp tục là một cây cúc thọ hương. Thì mình liên
số điện thoại của anh Phong giúp kênh dùm em nha mấy cô chú. Số điện thoại bên em là 0762 379 979 nha cô chú anh chị. Đó cũng là số Zalo của bên em luôn nha cô chú anh chị. Hình góc là 16, tán ngang 42, chiều cao 63, cây cúc thọ hương mã số 626 này em xin giao lưu là 400k nha cô chú anh chị, bao ship nha cô chú anh chị. 400k, cúc thọ hương ghép được 2, 4, 6, 7 bao luôn nha quý cô chú. Cây có đế nhỏ nè. Mấy cây à? Nè. 5 cây thôi, đổi cây luôn. Rồi lựa mấy cây đẹp đẹp lên nhanh. Tiếp tục là mã số 627 nha quý cô chú. 5 cây. 627. Cây này cũng cây mã số 627 này tàn khá nha cô chú anh chị. 4 bò hết cô chú anh chị. Yeah. Rồi anh cho thông số luôn nha. Quanh góc là 12, tán ngang 51, chiều cao là 60 nha cô chú anh chị. Cây cúc thọ hương mã số 627 này em xin giao lưu 500k nha cô chú anh chị. Năm trăm ca mã số 627 nha quý cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, mình đổi sang cây mới nha quý cô chú. Mã số là 628. Tiếp tục là một cây cúc thọ hương siêu bông mã số 628 nha cô chú anh chị. Một cây dáng trực đều tàn quý cô chú anh chị ơi. Cây này ghép cũng được khá là nhiều bo nha cô chú. Cho thông số nha. Quanh là 11, tán ngang 53, chiều cao là 65. Cây này em xin vô luôn là 450k nha cô chú anh chị. Dạ, 450 nha cô chú. 450.000 mã số 628. Dạ rồi, cây này lấy bo khá là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi, đợi cây nữa. Quá đẹp. Tiếp tục là 629. Và một cây cúc thọ hương dáng trực chi cành đều luôn hết cô chú. Cho 29 không? Cây này ghép cũng được khá bo hết cô chú. Đông số thì lên nha. Anh xây qua cho em thấy số luôn nha. Quanh góc là 17. Dạ. Không? Chưa thấy lắm, chỉ dưới tay cho anh. Dạ. Yeah. Tán ngang là 59. Chiều cao là 72 nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 650k nha cô chú anh chị. Cây này cũng khá là lớn hết cô chú. Nó là mấy cây nãy rồi chú. 6, 2, 9. 650k. Dạ rồi, đổi cây giùm em nha. Đây là một cái thứ mỹ cây dài luôn. 630 nha quý cô chú. Mã số là 630 nha cô chú anh chị. Rồi, thóc thân ca luôn quý cô chú anh chị. Ở đây thì rễ bỏ đều luôn hết quý cô chú. Nhà cho em xin thông số luôn nha.
Quanh gốc là 11. Dạ. Thấy không em? Dạ. Tán ngang là 63. Chiều cao là 75 nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 500k nha cô chú anh chị. Dạ, 500k một cây cúc thọ hương. Khóc hơi cao luôn quý cô chú anh chị. Cây này ghép được 2, 3, 4. Bao nhiêu cây à? 30 đúng không? Ừ. 21 cây. 500k nha mấy cô chú anh chị, mã số 630. Quay một cây này nữa thôi, quay một cây này nữa em cắt. 631. 631. 631 cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cây này ghép được cũng nhiều bo nha cô chú. 1 bo, 3, 5, 7, 9 bo luôn nha quý cô chú. Hoành 15 nha quý cô chú anh chị. Tán ngang là 50. Chiều cao 65 nha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu là 450k nha cô chú anh chị. Mã số 631. 450k. Cây này mình về mình lấy bo cũng là khá hết cô chú. Cây này vô dây chỉnh sửa đều hết rồi quý cô chú anh chị. Dạ rồi. À, ok, mình đi vô trong. Dạ rồi, tiếp cây mã số 631 là 450k nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, anh không đổi cây giùm em nha. Ok, thôi cây này cũng là cây cuối của cái lô cúc thọ hương. Cái size cỡ này thì cây này cũng là cây cuối rồi. Nhưng mà tiếp tục clip thì em xin giới thiệu thêm một số giống của cây mini ghép gốc nhớt nha cô chú anh chị. Để cô chú anh chị nào có quan tâm thì mình cũng sưu tầm về mình lấy làm giống nha cô chú anh chị. Mình đi vô trong nha. Bây giờ thì tại vì mấy cái giống mới ghép thì anh cũng mới có chuẩn bị được hai cái để lên bán thôi. Còn những cái giống cái này thì cũng mới ghép mấy cái gốc nhỏ thôi. Còn đây là cái dòng lá ngọc cành vàng nè, cỡ này thì bên tụi anh bán là 50.000 một cây bao ship. Mua nếu mà khách mua 10 cây thì tặng một cây. Cái lá ngọc cành vàng phải không ạ? 50.000 một cây bao ship, 10 cây tặng. Cây này thì cao chắc khoảng cỡ 2 thấp. Cao 20 em. Dạ, cao khoảng 20 hết. Ừ. Cây này được ghép gốc bóng rễ nha cô chú anh chị. Ừ, cái này gốc thì cũng xử lý rễ hết rồi. Dạ. 50.000 một cây lá ngọc cành vàng nha quý cô chú. 50.000 một cây. Nếu mà khách nào mua 10 thì tặng 1, mua 20 thì tặng 2 cây nha. Cứ 10 cây là tặng 1 cây. Dạ. Khá là nhiều nha quý cô chú anh chị. Cây được quấn rễ, quấn đế đẹp hết nha quý cô chú. Cái dòng lá ngọc cành vàng thì nó ra lá non cũng màu vàng mà cái nụ bông của nó cũng màu vàng luôn nha cô chú anh chị. Cái hoa của nó cũng màu vàng từ 8 tới 10 cánh. Lá lọc màu vàng khá đẹp đó cô chú dạ. Tiếp tục là cái dòng cúc 2 tầng mini nha cô chú anh chị. Cúc 2 tầng đâu ha, để đâu ta? Lum. Đây cũng là đây là cái giống cúc 2 tầng nha cô chú anh chị. Cái bông của nó nở được 2 tầng bông nhưng mà cái dạng cái cúc 2 tầng này cũng là cái dạng bông chùm nha cô chú anh chị. Dạ. Thì anh cũng bán 40.000 một cây bao ship. Dạ 40.000 nha quý cô chú anh chị. À, cao khoảng chừng chắc khoảng 2 tấc ha anh Phong ha. Cao từ 15 tới 20. Dạ. Này thì 40.000 có tặng gì không ha? Cứ 10 cây là tặng thêm một cây. Dạ. Nghe nha. Cây được quấn đế xử lý rễ đẹp hết nha cô chú anh chị. Ừ. Chung là khách mua những cái cây mini bên đây thì 10 cây thì bên tụi anh tặng 1 cây nha. Dạ. Còn nếu mà có anh chị nào mà có mua để trồng để số lượng nhiều á thì cái giá sỉ thì liên hệ tới tận vườn luôn nha. Dạ. Cô chú anh chị.
còn khá là nhiều giống của cô chú, nhưng mà trước mắt anh Phong giao lưu trước hai cái giống là người vàng lá ngọc với lại cúc hai tầng với cô chú anh chị. Mình muốn tìm giống mới thì mình liên hệ với anh Phong với kênh giùm em nha. Dạ rồi, mình còn nào nữa không? Thôi thì trước mắt thì anh xin giới thiệu hai cái giống đó đi. Rồi sau này thì sẽ có một số giống đang chuẩn bị để lên bán, nhưng mà đợi cho nó lên cho nó đẹp cây rồi mới đưa lên bán. Dạ. Thôi xin cuối clip em cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước được nhiều hạnh phúc nha, luôn luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi clip và đã ủng hộ bên nhà vườn tụi em nha. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ em xin cảm ơn anh Phong đã chia sẻ nha với cô chú anh chị. Chỗ anh Phong thì có nhận cung cấp cây giống nha với cô chú anh chị, ghép mai tận nhà luôn. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của anh Phong, lúc nào cũng có trên phần mô tả, phần tiêu đề hết với cô chú. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị vào những clip sau ạ.